chơi cờ cá ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi, chơi với em đi, một mình em thì sao chơi được. Đó là không có chơi. Ôi, chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhảnh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi với nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á, chơi nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi có một mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ. Ờ thì đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử vậy với cô thôi chứ, ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi, học đi học đi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em nhớ không bài đầy đủ đó nghe chưa. Cái màu xanh. 12, 1, 3, 4, 5, 6. Em chơi có mình nè hả? Chị chơi chung với em được không? Miễn đừng chôn là được. Dạ em tới luôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ em tới rồi. Em thắng em về nước hết trơn rồi. Dạ giỏi quá, chúc mừng em nha. Dạ hay quá vậy ta. Chị ơi, chơi giờ này chán quá. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi. Chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. À trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi. Hử? Chị làm bạn nha. Ừ được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ là bạn. Vì chị là bạn nên em sẽ cho chị coi cái này. Đây là thứ mà không phải ai muốn biết là biết được đâu nha. Cái gì coi. Vậy? Chị mở ra coi hả? Răng của em mới nhổ năm ngoái á. Giờ em mọc răng mới rồi. Vậy hả? Chị thấy sao? Thấy sao là làm sao? Có nghĩa nó có đẹp không? Đẹp. Em biết ngay chị sẽ nói gì mà. Ê, tôi coi coi, tôi coi coi. Ôi trời ơi. Chị nhìn nè, cuối cùng chân táo bón suốt một tuần nay của em cũng đã hết rồi, vui quá. Tiện nó gửi cho em cái này vậy? Thì nó kêu em kết bạn với nó đó. Xong rồi nó đưa em vô chế độ thân thiết hay sao á. Nó còn cho em coi mấy cái kỳ cục lắm. Cái gì? Mà em phải sao nó mới gửi em vậy? Nó còn khoe cho em răng của nó nhổ xong rồi nữa kìa. Tới. Cái răng nhỏ hả? Ừ. Để chi vậy? Biết luôn. Nó dám ăn luôn á. Ê, chị Mai ơi. Con chó. Nằm xuống. Nằm yên đó nha chú. Tới rồi thì biết tay tao. Ủa? Thế là cô bé đầm hồng. Chà. Thế là ai vậy? À, anh hello em đó. Em đi đâu kiếm ai đây? Em kiếm chị My. Chị My hả? Ờ, chị My ở trên lầu á. Mà công nhận nhìn em dễ thương thiệt ha. Tính lợi dụng tôi hả, đồ biến thái. Ủa, cái gì bồ màu quá vậy? Ờ, chị My. Ủa, làm chi? Nhà tuy không lớn bằng nhà em nhưng nhìn chung cũng được hết chứ. Nhưng mà sao tự nhiên em qua nhà chị vậy? Mà có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu chị. Tại vì mua bánh ở gần đây nè, sẵn tiền em ghé vô. Em muốn mang bánh tới đây để cho hai chị mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tí nữa chị qua nhà em dạy học thì hai chị em mình cũng gặp nhau rồi mà. A Trang, ở đâu có chuyện người ta mua sẵn cho anh ăn vậy? Sao dữ vậy? Công nhận giọng của em khỏe thiệt luôn á. Giọng của em hả chị? Ờ cũng đúng ha. Qua.
em có thể hát lớn hơn được nữa. Chị muốn nghe không? Ờ, không. Chị thấy như vậy là quá lớn luôn rồi. Đủ luôn rồi đó. Thôi không sao đâu, chị đừng ngại. Vì chị là bạn thân nên em sẽ cho chị nghe. Wow. Chào hai đứa. Vậy chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ừ. Ủa, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng chị được. Chị biết ngại là cái gì đâu, mà chị ăn chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị My chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như chuyện. Chị ơi, đúc em miếng nha. À. Ngon. Dạ, rất ngon. Chị ơi, hồi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ờ. Ok, bye ba chị. Bye bye em. Thật sự á, em mà muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em thấy chị đáng thương quá, em phải kể chuyện cho chị nghe thôi. Chuyện gì? Em nghĩ á, là chị không nên gần gũi với Lâm Chi nữa. Sao vậy? Như vậy sẽ tốt cho chị hơn. Tại sao? Trời ơi, chị biết không, chị á đang thân thiết với Lâm Chi lắm đúng không? Mà em thấy như vậy á, có nghĩa là chị đang leo lên lưng cọp đó. Lưng cọp hả? Phải. Chị đừng có thấy á, Lâm Chi tội nghiệp, không có ai chơi, còn chị chơi với nó. Thiệt sự á, Lâm Chi là một cô bé cực kỳ nguy hiểm luôn đó chị. Nguy hiểm hả? Dạ. Chắc chị không biết con bé Lâm Chi, nó chia loại người trên thế gian thành hai loại người hả? Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù, sẽ là đồ đáng ghét, chứ không có chuyện nhập nhằng ở chính giữa đâu chị. Mà chị à, chị với Lâm Chi á thân thiết, đối xử tốt với nhau như vậy, chỉ cần á chị mắc một sai sót nhỏ xíu xì xiu thôi, chắc chắn á con bé sẽ xem chị là đồ đáng ghét, xem chị là kẻ thù. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn con bé nó sẽ khủng bố chị. Khủng bố luôn hả? Phải. Cho dù là bạn thân có đối xử tốt với nhau đi nữa. Ủa mà quên nữa, con bé có cho chị coi găng cửa đã nhổ của nó chưa? Rồi, cho coi rồi á. Thôi chết. Như vậy á là con bé đã xem chị là bạn thân thiết rồi đó. Em nghĩ á, tốt nhất á chị nên tránh xa nó đi, kẻo mất công á để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó không tốt đâu, chị sẽ trở thành kẻ thù, trở thành đồ đáng ghét, và chị sẽ bị khủng bố. Nhưng mà sao em biết chuyện đó vậy? Bởi vì em là người đầu tiên được nó cho coi găng cửa đã nhổ của nó. Giờ chị vô phòng em chơi nha. À, bây giờ chị phải đi hẹn với bạn chị rồi. Bữa sau ha. Chị đi hẹn với bạn chị hả? À. Ồ, vậy thì tối nay em sẽ qua nhà chị chơi. Tối nay em qua nhà chị chơi hả? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ chị ở đây chị chơi với em luôn, để em khỏi qua nhà chị, tại chị sực nhớ ra là ngày mai chị mới hẹn bạn chị lận. Dạ, vậy thôi bây giờ mình vô nha chị. Ừ. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lâm Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân không thích ăn. Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em bỏ vô miệng em nhai nước miếng.
tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đi, cái đồ đáng ghét. Chị biết là không, tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Chào cả nhà. Sau khi trở thành đồ đáng ghét của Lam Chi, tôi thực sự bị nó khủng bố đúng y như Quang đã nói trước đây. Đồ đáng ghét. À! Chết nè! Chết nè! Chết nè! Cũng may là Quang đã chỉ cho tôi hai cách để thoát khỏi những trò khủng bố của Lam Chi. Thứ nhất, không nên mặc áo có màu sắc sặc sỡ, mang tính kích động. Làm vậy sẽ tránh được sự quan tâm của Lam Chi. Nè đồ đáng ghét, đi đâu đó? Cần gì mất hả? Em chào chị My. Nhỏ kia, mày cầm đồ của tao hả? Thứ hai, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Lam Chi. Vì nếu nhìn thẳng vào mắt nó, mình sẽ không nhúc nhích được và sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nè, có đồ đáng ghét. Có đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Nhìn đâu vậy? Nhìn tôi nè. Nếu như bị nó làm phân tâm thì nên đảo mắt hình số 8 để tránh ánh mắt của nó. Đây nè, trời ơi, tôi đây nè. Nhìn đâu vậy? Vô vậy chân. Dạ chào thầy. Mày ơi, lấy gì mình giúp anh đi. Thật không thể nào tin được. Em đã cho anh hả? Em đã cho anh rồi đúng không? Ý chạy chạy đứng lại. Ý em ơi, em dạ. Cái bé tâm ý gì mà hôm bữa chạy trốn chung với em á là bạn em đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Có gì không thầy? Chị ơi. Ủa, cậu mới về hả? Có người muốn tìm chị. Ủa, ai kiếm tôi vậy? Ơi, Tâm Ý, Tâm Ý, đứng lại, mẹ nói chị sẽ Tâm Ý, Tâm Ý. Hoàn cảnh của em tôi đã biết hết rồi. Bây giờ em có muốn đi học hay không? Dạ, đi học hả thầy? Đúng như vậy. Tôi sẽ giúp em nhập học. Em là một học sinh có năng khiếu đặc biệt về thể thao. Năng khiếu đặc biệt là sao vậy thầy? Lần trước tôi tình cờ phát hiện ra em có khả năng xúc một quả bóng rất là căng. Tôi nghĩ em có tố chất về bóng đá. Bóng đá hả? Nhưng mà đó giờ em đâu có chơi bóng đá đâu. Chị yên tâm đi, mấy cái đó dễ lắm. Chị không biết em chỉ cái biết liền à. Đúng rồi đó. Hãy tin tôi một lần đi. Học xong tôi sẽ đưa em đi thi. Và tất nhiên là tôi sẽ có điều kiện rất tốt nếu em đồng ý. Điều kiện gì vậy thầy? Chỉ cần em đồng ý thôi đó, thì thầy sẽ lo tất cả tiền học phí cho em. Vừa đi học mà vừa có tiền học bổng nữa. Thầy sẽ lo em cái phần tiền học bổng luôn. Là em vừa đi học không đóng học phí. Cần gì phải đóng? Mà còn nhận học bổng nữa hả thầy? Chắc chắn có học bổng. Dạ. Không cần phải trả lời liền đâu. Khi nào đồng ý thì hãy gọi cho thầy. Thầy về trước đây. Không cần phải thiện.
Trước khi vào tập thì thầy có một chuyện muốn nói cho các em biết. Là cái vấn đề mà học bổng hôm trước thầy nói với các em tạm thời chưa được duyệt. Tất cả bình tĩnh, chỉ là tạm thời thôi. Thầy đang cố gắng để thuyết phục thầy hiệu trưởng và chắc chắn thầy sẽ làm được điều đó. Rồi bây giờ tất cả thay đồ chúng ta tập luyện. Cho chàng pháo tay coi nào. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, tích cực lên, cố gắng lên. Tập thể lực, tập bóng đá thì cũng phải tập dưỡng sinh. Mạnh mẽ lên. Đúng rồi đó Tâm Ý, tốt lên. Phải như vậy chứ. Tất cả các em hãy noi gương Tâm Ý và tập theo. Cố gắng lên nào. Duỗi thẳng người ra. Thẳng người ra, gập lên. Đúng rồi, tốt, cố lên, cố lên. Chạy đi, liên tục, cố lên. Rồi được rồi. Tất cả làm tốt lắm. Thầy ơi, vậy giờ mình về nhà hả thầy? Đúng rồi, tất cả về nhà ăn cơm đi các em. Ủa sao về nhà ăn cơm hả thầy? Đúng rồi, tại vì tôi chỉ hứa là lo cái phần xin học bổng thôi. Còn cái phần cơm gì đó là tôi đâu có hứa đâu. Ủa thầy ơi, không phải thầy hứa dẫn cái đội mình đi ăn hả thầy? À, tụi em mình đói từ sáng đến giờ luôn thầy ơi. Ủa tôi có hứa dẫn đi ăn hả? Có thầy. Chết cha, cái này tôi quên báo cho các em biết. Sẽ không có cái phần ăn nào hết á. Thôi các em cố gắng về nhà ăn cơm đi nha. Thôi. Ủa thầy ơi xin lỗi. Vậy vậy nha. Thầy ơi xin lỗi thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy kỳ quá. Tập trung đủ chưa? Dạ đủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thể lực. Thầy ơi thầy. Chuyện gì? Thầy ơi tuần này em và bạn này nhập học đúng không thầy? Nhập học hả? Cái chuyện nhập học thì nếu mà nhập học liền thì chắc hơi khó. Sao vậy thầy? Thầy nói hôm nay tụi em được học mà. Tại vì nó phát sinh một số vấn đề nhỏ, nó trục trặc chút xíu thôi. Nhưng mà các em đừng lo, thầy sẽ hối thúc thầy hiệu trưởng sẽ nhanh giải quyết vụ này thôi. Bây giờ chúng ta cứ tập trung tập luyện trước đi. Tất cả giơ tay ra ngang nào. Thầy làm gì vậy? Mạnh mẽ lên. Tinh thần đâu? Tất cả tập trung. Tập trung lên, cố gắng lăn lên. Lăn nhanh lên, lăn nhanh lên, lăn. Em ơi em làm cái gì mà lăn chậm vậy? Dạ em bị cống đựng thầy ơi. Ôi lăn ngược lại, tất cả lăn ngược lại. Nhanh lên đâu, cố gắng mạnh mẽ lên. Tiếp tục, lăn đi, lăn đi. Chạy. Ủa? Sao hôm nay chị không ra sân tập? Chị đâu vậy? Tôi tập ở sân sau á. Sân sau? Nóng gì ra sân sau làm gì? Đâu có nóng đâu. Nói cái này nè. Dạ. À, mà đội bóng nữ giải tán rồi. Hả? Sao vậy chị? Năm sau chị nhập học chính thức nha. Tôi cũng chưa biết nữa. Chưa biết gì, chắc chắn sẽ phải như vậy rồi. Chị phải học chung với em chứ. Ừ. Để tôi tính coi sao. Mà thôi tôi về nấu cơm nha, trời cũng trễ rồi. Thì để em cho chị quá vậy. Vì cậu chạy nhanh nhanh nha. Vì nhớ ôm cho chặt đó. Sao cậu chạy nhanh quá vậy?